Cái này là cái sắt. Cũng là cái sắt luôn. Không, cái sắt của nhà vua đó. Dạ. Họ cấp cho đây, tôi muốn 5 cái sắt lận. Nhiều lắm còn không sắt em. Thưa quý vị và quý đồng hương, hồi nãy giờ thì ông Lê Công Thời, đời thứ 7 của gia đình Lê Công, chia sẻ cho chúng ta có thể nói là tóm gọn lại cái dòng lịch sử của Lê Công. Yeah. Nếu mà ngồi đây đó, mà ngồi mà chép từng trang một, có tới cả tuần, cả tháng để mà chia sẻ. Bởi vì hiện giờ chung quanh, vòng vòng ngoài cái nhà lớn ở tại Châu Đốc cũng có gia đình Lê Công cũng nhiều lắm. Yeah. Không biết là những cái người khác mang cái tên Lót Lê Công có dính líu gì với lại gia đình Lê Công Toàn, Lê Công Thành này hay không? Dạ, thưa dạ, ông Lê dạ. Công Thời. Dạ thưa, xin trả lời với ông thế này. Tại vì ông tổ tôi á, ngoài gốc là Lê Công rồi. Dạ. Ông lót chữ Công này từ ngoài đó vào đây nè. Dạ. Rồi lập lên cái thành gia phả, chữ Công này á là cũng không phải công bình chánh trực. Rồi cũng phải công nhân công gì hết, chữ Công này là nước của cái chữ Công là công hầu khanh tướng. Công hầu khanh tướng có nghĩa là nó có liên quan đến những ông bà tổ tiên ngày xưa làm vua. Yeah. Là vua đó chẳng hạn. Yeah. Như là Lê Lai và Lê Lợi. Yeah. Rồi tôi các cụ đã kể như vậy đó thì yeah. Nó còn cái công hầu khanh tướng chứ không phải là công bình chánh trực cái công gì hết. Đó là như vậy đó. Yeah. Thì ổng lót chữ Công từ đó tới bây giờ, thì mục đích của ổng lót chữ đó đến bây giờ đó là con tôi đời thứ 8 vẫn là công hoài, công không biết. Thì cái đó nó cũng một cái rất hay. Yeah. Tại hồi xưa chú trọng tới nó sợ đụng với nhau, con cháu không lót chữ đó mà khi lót lấy cái chữ khác vài ba chục năm sau, năm mấy chục năm không chừng là nó đụng nhầm với nhau, có tác hại. Dầu rằng nội với ngoại, nhưng mà ngoại thì đỡ một chút, còn nội là nhất phải giữ trực thì như vậy trực thì thẳng. Cái chữ Lê Công cho nam giới, còn cái những người con nữ thì lấy cái lót là gì? Lê Ngọc. Lê Ngọc. À, Lê Ngọc, Lê Công. Dạ. Yeah. Nữ Lê Ngọc. Dạ. Yeah. Trên ba cái bàn này á, là có ba cái giống như là cái bức chương, không biết là nó có ý nghĩa gì ông Lê Công Thời. Đây nè, cái mấy cái này nè. Trên ba cái bàn này. Cái này là cái sắt. Cũng là cái sắt luôn. Không, cái sắt của nhà vua đó. Dạ. Yeah. Họ cấp cho đây, tôi muốn 5 cái sắt lận. Nhiều lắm còn không sắt á, cho nên là rồi người ta thấy, người ta yêu cầu á là đợi ông trưởng tộc trước tôi đó yêu cầu nó chụp cái này ra để cho nhân dân người ta đến xem đây, người ta coi. Yeah. Nhưng mà ổng yeah. thì tại vì á cái nhiệm kỳ ổng trước tôi, ổng làm trưởng tộc, cái đời của ổng là ổng nửa chừng ổng mất đi, nhưng mà ổng nhỏ tuổi hơn tôi tới 90 tuổi rồi. Yeah. Tôi kêu tao bằng bác lắm đó. Yeah. Mà ổng thì không có được sự truyền đạt lại của cha mẹ. Tại vì tôi suy nghĩ tôi biết nhiều như thế là do cha tôi á, ổng cũng là cái vai vế nhỏ, nhưng yeah. mà ổng nắm rất là vững cái vấn đề này. Một số ông truyền đạt cho tôi, và một số những cái tài liệu để lại tôi nghiên cứu, tôi coi là từ đó nó phát triển rộng ra. Cho nên ra bây giờ nếu mà kể về cái người Việt của mình đó, thì về kể về các nhà giàu họ có những cái trật tự hệ lớn á, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm á, mà ông thứ hai, ổng thứ hai ổng là lớn. Ổng không biết cái gì ổng cũng là lớn. Còn cái ông á, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tám, chín, mười, ổng biết cái gì đó, ông vẫn là nhỏ. Nhỏ cũng yeah. là nhỏ cho yeah. nên cái thời đó thuộc về phong kiến. Yeah, phong kiến cho nên nó, tôi nó có một sự đảo lộn lại đó. Thì cái nhánh của tôi là con đó, ông thứ năm Lê Công Châu đó, em ông Lê Công Thành. À. Thì chúng tôi ngày xưa nếu mà tính về đó, ở cái hàng thứ 10. Yeah. Biết cái gì cũng là nhỏ, cho nên mình cũng hiểu sao quá. Cái thời gian á, thì bây giờ cái đó là người ta nói là cái chuyện về tâm linh ông bà đó. Yeah. Sắp đặt lại cái chuyện. Thì yeah. bây giờ tôi nói thật với ông á, dòng họ tôi thì tôi cũng năm nay có 85 thôi. Yeah, 85 nhưng thôi. Mà tôi không dám tính hỏi. Nãy giờ đang tính hỏi. Cái sức hiểu biết của tôi đó chính 9 mấy%. Cách đây mấy chục năm đó, có một cụ thọ lắm, nằm một cái ly văn ở trong đó, nhưng mà rất là minh mẫn, nghe không biết có đúng hay không, rất là thọ. Cái cụ đó là liên quan gì với lại gia đình? À, cụ bà, tôi nói, cụ bà. Tôi nói bây giờ thì nói về cái nam á, yeah. Lê Công á, chưa có ông nào thọ tới 90, 100 tuổi.
Bây giờ sắp sửa có đó. Bây giờ sau này có đây ông nè, đây sao, ông này sắp sửa không có ông qua đời là ông đó là bác của tôi nữa. Ông khi ông chết rồi ông 91 tuổi thôi à. Chứ còn ngoài ra là toàn là năm mấy bốn mấy đi hết trơn. Ông biết tại sao không? Sao vậy? Tại vì hồi đó đó cái lao động á, cực lực lao động hồi thời đó các cụ thiếu thuốc à, dẫn tới sức khỏe không đảm bảo. Đúng rồi. Rồi nhưng mà tôi nói cho nên các cụ, tôi thì không có, ông già tôi, ba tôi thì chết sáu mấy à? Sáu mấy. Ông già của ông Cửu Long nè. Dạ. Ông bác tôi đó có 60 à? 60 năm mươi mấy, năm mấy không? Chết. Là ba của anh Nghị đó, anh Nghiệp á, ba anh Nghiệp á. Ông nội ông Nghiệp. Ông nội ông Nghiệp. Ông nội ông Nghiệp chết 60 năm 1950 mấy, năm 7 năm 8 gì đó, ông chết năm đó. Tôi biết, tôi còn nhỏ tôi biết. Rồi đến thời ba của anh Nghiệp. Anh Nghiệp mà chết ổng đi lên được tới gần 80 mấy ổng chết. Đó ông thấy rõ ràng không? Rồi bây giờ cái đời sau này mình càng ngày càng thọ, cái đó mình không biết sao mình nói. Đó. Đó chị có nhớ là lúc trước là có gặp một cụ bà. Tuy nhiên. Mấy bà nữ lại thọ hơn. Đó đó, thành ra cái lý do đó mà mới còn hoàng muốn hỏi. Bà... ông bác tôi chết sáu mấy tuổi, tới bà bác dâu tôi bà chết gần 100 mấy là một tuổi. Dạ, đúng rồi. Dâu á. Dạ. Đó hình như là cái... bà nội Nghiệp đó. Bà nội Nghiệp đó, đúng rồi. Là nằm ở đó chết, khi chết là hơn 100 tuổi đó. Khi mà bà còn minh mẫn, bắt đầu thọ bệnh ra tới chết với bà hôn mê rồi sức khỏe này kia nọ rồi bà đi chứ bà không có một cái gì hay sát cả. Theo cái sự nhớ của mấy con Hòa thì có lần đi về đây đó là đi về thăm á, là đằng sau đó có nuôi chim, nuôi chăn, nuôi đồ này kia. Có không? Còn có nuôi chó ngày xưa rồi nuôi chim tới đời ông Nghiệp. Đời ông Nghiệp. Hồi đó chỉ ông già ông Nghiệp á, bác hai tôi chỉ có nuôi một cái con nhồng thôi, con nhồng con sáo á. Dạ. Thì nó cũng nghe được cái tiếng mắt trước tiếng người đó. Dạ. Nhưng qua thời gian rồi thì tiếp tục ổng lên ổng nuôi chim chó đủ thứ chuyện. Dạ. Có lẽ là tới đây thì chúng ta cũng nói là cũng tạm xin phép. Dạ. Nhưng mà trước khi mà xin phép để chấm dứt thì cái câu cuối cùng ở đây đó, Châu Đốc ngày xưa là của người Khmer. Dạ nhưng đúng mà, rồi. Nhưng mà sau này đó là mình từ là thuộc của Việt Nam, người Việt mình hết. Người Việt. Nhưng mà ông Thoại Ngọc Hầu với lại gia đình Lê Công có liên quan như thế nào hay không, hay là có thân thiết gì hay không? Dạ thưa ông, thì giữa ông Thoại Ngọc Hầu thì không có dính líu gì cả. Dạ. Tại vì ông Nguyễn Hiến Quảnh ông chết rồi, 100 năm sau ông Thoại Ngọc Hầu mới tới đây tiếp nối sự nghiệp. Đó. Ông Thoại Ngọc Hầu công lớn nhất ổng là đạo quân kinh vĩnh tế từ đây qua tới Hà Thiên. Thì ông bữa nay ông Lê Công Thời nói thì người nhiều hiểu tôi nói nghe ông nghe cho rõ nha đó. Đây nè, cái người mỏi cỏ đầu tiên chúng ta có đất ở là ông Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh, tại vì mình đất mình không có, nếu mình mở bên đây thì đụng bên đây, đụng Thái Lan, đụng Miến Điện, đụng tùm lum bên đây thì biển bắt buộc mình phải mở vô. Nhưng mà chính sách mở cõi của ông Nguyễn Hữu Cảnh là do được lệnh triều đình Huế bắt buộc phải đi vô, đụng không biết gì. Thứ nhất là cái người Chăm. Người Chăm thời đó đó. Cái người đó là cái người sống sông nước. Bây giờ đó thì bây giờ ở đây Châu Đốc này Miên người Chăm. Thì cuối cùng lại thì người Chăm họ chỉ sống quanh quẩn trong những cù lao bên đây, qua con sông bên đây, bên phà cầu quận Tiên Liên quán phà người Chăm. Còn người Miên thì họ rút về núi hết. Tôi rút đất đai. Tới thời buổi này vẫn còn những cái dòng họ người Chăm vẫn còn ở đây. Còn người Chăm sống rồi. Là bên Tân Châu. Tân Châu không có đường đi nè, ví dụ anh đi qua bên cầu Cổ Tiên An Phú. Đi lên dốc cầu dừng vài chục thước thì đã có 100 làng Chăm họ sống rồi. Họ sống rồi, bên đây cái phà đi qua bên đây đó. Vừa xuống phà cái là thấy hai bên đó là có làng tạc của người Chăm rồi đó. Họ vẫn còn theo sống nhân tộc, họ có cái nhà cao lên trên. Rồi họ chuyên về sống về cá mắm đồ, họ chài sông nước. Còn người Miên thì họ rút về núi. Cái đó là đúng là không biết là từ đó mình mới ra là mắm Châu Đốc đồ này kia là từ người Chăm hay là người Việt của mình? Người Việt Nam, của người Việt Nam mình. Tại vì ngày xưa nó cá quá nhiều. Dạ. Rồi cũng nghĩ ra cái cách làm mắm, làm đồ xứ Pháp hồi xưa đó. Cái mắm này một là Châu Đốc, hai là dưới Đồng Tháp á. Dạ. Là hai nơi. Thưa quý vị, tới đây thì chúng ta cũng biết là lịch sử Việt Nam nếu mà nói chung ra thì rất là nhiều, rất là dày đặc trong 4.000 năm văn hiến của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và nói riêng cho gia đình Lê Công thì chúng ta cũng biết là hơn 100 năm ở tại đất Châu Đốc này, từ ở Thanh Hóa, đất Thanh Hóa đi vào đây cùng với lại ông Lê Hữu Cảnh. Và từ đó
đã khai thác cái chỗ này rồi để mà có những cái đất đai, rồi từ những cái đất đai đó hiến lại cho nhà nước từ đời này qua đời kia để có những cái cơ ngơi như là nhà thương, rồi ủy ban, nhân dân, trường học. Nhưng mà vẫn có những cái công của gia đình Lê Công. Và gia đình Lê Công ngày hôm nay là đời thứ 7 ông Lê Công Thời đã chia sẻ cho chúng ta và học được một tí xíu dòng lịch sử của những người đi mở cõi cho đất Nam. Thì đất phương Nam của chúng ta bây giờ mỗi một ngày mỗi một phì nhiêu do công lao của những người như thế này. Thì chúng tôi cảm ơn ông Lê Công Thời cũng như là đã mở cửa gia đình cũng như là nhà lớn Châu Đốc này để cho đoàn phim được, cũng như là chương trình của Michael Hà Phiêu Du Ký ngày hôm nay được thông hiểu qua. Và hy vọng rằng qua cái chương trình này lan tỏa ra khắp thế giới để chúng ta biết được nguồn cội và có thời gian đi về để thăm, để ngó qua những cái di tích và những dòng lịch sử của đất phương Nam. Cảm ơn ông Lê Công Thời rất là nhiều. Xin ông gửi lời chào với lại khán giả của chúng ta. Chúng tôi cũng xin thay mặt tổng Lê Công chân thành cảm ơn các vị có mặt ở đây. Thứ nhất là đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi trả lời một số, nhưng mà có rất nhiều lần. Về góc độ nhà nước cũng có, rồi có mối quan hệ, bởi vì dòng họ trong này cũng có gia đình ở ngoài, thì chúng tôi được mở cửa để mà tiếp đón với tính cách là không vụ lợi. Ở đây không có cái vấn đề mà mở cửa để cho tham quan lấy tiền, tôi không làm. Mặc dù rằng nhà nước có động viên nhưng mà không có chi tiết xử được. Lý do là tại sao? Tại vì các bác các chú đều là những người cách mạng lão thành đã từng hiến dâng cái sự nghiệp này cho nhà nước. Với tuổi đời mấy ông bây giờ cũng gần 80-90 rồi, thì ông chỉ nói một câu là mình hiểu lấy cái này là một cái tài sản được tổ tiên ông bà cha truyền con nối, chung với tự nhiên trên trời rớt xuống nếu con là cực khổ. Cho nên là về cái vấn đề mà bởi tích sử là không vào được, nhưng mà còn có chủ quyền. Các ổng mới nói là thôi bây giờ vào cũng tốt, mà không vào thì chủ quyền của mình. Tôi nghe được cái vấn đề đó thì tôi thay mặt là không thể nào trả lời với quốc độ nhà nước được. Bây giờ phải hỏi là các cụ nó chừng nào nó có sự đồng thuận cả một tổng họ. Chúng tôi cố cá một cái hoạt động dân tộc bây giờ là cỡ 30 người làm cái gì quyết định phải hỏi ý kiến rồi mới tính sao, chứ không thể đem cái cơn này mà nói về tâm linh. Tôi nói thiệt với ông, có nhiều cái chuyện xảy ra ông không tin cũng phải tin. Đúng rồi. Không lấy được. Nhà nước ba cái điều kiện sử dụng cái này phong bỏ. Hồi xưa chỗ này là một cái trụ sở của cách mạng. Xích tiêu đốt á, tính đốt đó mà đốt không được. Rồi tới bác tôi ổng giữ quán mua lòng á, ổng bán đồ ăn cho mấy Mỹ ngồi đây á, bên á, bà con nhà họ tích đặc miệt lai mo bên đây vừa qua là cản đó. Thôi bây giờ các đồng chí giết tôi đó. Có nhiều chuyện lắm. Thâm tình nhất là cá nhân của Mai Quang Hà cảm ơn chú Nguyễn Công Thời, mà ở đây chúng tôi gọi chú. Thật sự ra thì chúng tôi được cái vinh dự là một cái vai anh để mở cửa cho chúng tôi vào trong này, và chỉ có gia đình để làm những cái chương trình này đúng cái ý nghĩa của gia đình, đúng cái ý nghĩa của ông Lê Công Thời chia sẻ. Không có phải là đi ra rồi dùng những cái tư liệu này để mà làm những cái gì bất cứ những cái gì mà nó không đúng. Thì thật sự ra là rất là cảm ơn ông Lê Công Thời rất là nhiều.